Hello, xin chào tất cả các bạn. Và shop mơ sướng.vn đang có giảm giá 50% tại mục ắc liên quan từ tròn nhá mọi người. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn vào phần được giảm 50% nhá. Và các bạn vào có hai phần nạp mơ được cộng 20% này. Và ắc liên quan trắng thông tin các bạn nhá, hoàn toàn trắng thông tin nhá. Nếu các bạn mua về mà không trắng thông tin thì mình sẽ đền 200% 200% số tiền các bạn bỏ vào nhé. Và các bạn có thể thấy rằng là nick thông tin trắng này, các bạn mua về đổi mật khẩu hoặc thêm số điện thoại vào nhé. Truy cập website accordgarena.com để đổi mật khẩu và thêm số điện thoại nhé. Đấy, các bạn thì nhìn thấy là nick 3.5 triệu thì bây giờ chỉ còn 1.5 triệu này. Đấy, 1.7 triệu, 1.5 triệu ATM, 1.7 triệu card. Nhưng mà các bạn nạp Momo các bạn sẽ được cầm thêm 20% nhé. Đấy, các bạn hãy nhớ cho mình cái điều đấy. Rồi, các bạn hãy nhìn này đấy. Đây là cái hầu như tất cả đều giảm 50% các bạn nhé. Các bạn hãy nhớ vào đến nick 1 triệu bây giờ chỉ còn 450.000 này đấy. Các bạn hãy nhìn nhé. Và đừng quên rằng hãy vào shop.vn để chọn mua nick chính chủ của mình nhé. Không có một web shop khác nào nữa đâu. Các web shop khác đều là lừa đảo. Các bạn hãy nhớ mình điều đấy nhé. Ok. Hello. Rừng chắc ngủ quá. Trời ơi, chưa chơi game mà nói chơi mình thế này thì chơi cái gì đấy anh em. Rồi, hello, xin chào tất cả các bạn và chào các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Võ LK là một vị tướng rất là mạnh các bạn nhá, không phải tự nhiên mà Võ LK nó lại xuất hiện trong những cái giải đấu trường danh vọng các bạn ạ. Chắc hẳn vừa rồi các bạn xem một trận đấu của Sơ Văn Tốm, cú bấng cầm con Võ LK này rất là mạnh. Thì cái lối chơi thế mạnh của nó như thế nào? Thì thực sự đây là Võ LK là một vị tướng, nói chung để mà nó chơi như thế nào nhỉ? Đây một vị tướng chơi nó chả giống cái thằng nào cả. Nó kiểu nôm na đó. Kỹ năng thì thực sự để mà nói thì cao lắm thì cũng chẳng cần phải cao, mà không kỹ năng thì cũng không đúng. Đây là một vị tướng để mà nói là lúc nào là kỹ năng, và là kỹ năng của nó thì thiên về cái kỹ năng ra vào hơn. Bởi vì đa phần cái vị tướng Võ LK này thực sự sử dụng rất tốt ở trong các combat hoặc là can quét, trong những tình huống can quét. Nhưng đây cũng là một cái vị tướng bắt lẻ tốt, cho nên để mà đánh giá cái vị tướng này thì mình cũng biết là có thể đánh giá vị tướng như thế nào. Nhưng chung quy clip này mình sẽ hướng dẫn những các bạn những cái điểm mạnh, điểm yếu của Võ LK để các bạn chơi thật tốt các bạn nhé. Đấy, Võ LK là một vị tướng thì khi không phụ thuộc chiêu 3 thì cái lượng combo của nó rất là mạnh đến từ chiêu 2 và chiêu 1 của nó. Khi các bạn kích hoạt trúng chiêu 2 và tải kích hoạt bay vào dùng chiêu 1 thì đối phương sẽ bị choáng và đặc biệt sẽ bị ăn một cái lượng sát thương rất là lớn. Cho nên rằng lượng sát thương lớn nhất của Võ LK khi chưa dùng chiêu 3 thì đó là combo 2-1 bắt buộc phải trúng. Cái bộ combo này thì nói chung là bắt buộc các bạn phải trúng và không thể nào trật được. Nếu mà trật thì chả khác gì bạn cầm có con Võ LK là các bạn cứ lượn như những con lính cơ rép các bạn nhé, không làm được cái vấn đề gì hết. Cho nên để mà nói rằng cái việc tối ưu nhất của các bạn chơi con Võ LK này đó, các bạn phải bắt buộc trúng chiêu 2 các bạn nhé. Chiêu 2 là một cái kỹ năng định hướng, cho nên đòi hỏi các bạn phải sẽ có một cái kỹ năng để dùng chiêu 2 thật tốt. Và nếu các bạn dùng trật chiêu 2 của Võ LK thì các bạn mất đi 60% nguồn lượng sát tướng của nó rồi, cho nên bắt buộc phải dính chiêu 2 các bạn nhé. Đây, dùng chiêu 3 can quét này, cái pha này mình chỉ dùng để mà lấy nội tạng thôi, can quét thì không được. Rồi, chiêu 2 từ đây Emily, rồi dính bập kích hoạt, rồi chạy thôi, chim cút một màng ngon nữa. Này, chơi túi ngu đi các anh nha. Rồi tí nữa ai cảnh tin thì không biết nhá. Này, cuối game đừng có khén nè. Khổ lắm anh em mà chơi game chưa gì chưa farm được con quái nào, nó đã chửi giống ngu đây anh em ạ. Khổ thế cơ chứ. Ôi, rừng óc thế nên là các anh em kìa. Cỡ khổ gần rồi, các anh phải chửi các anh ạ. Hếm cho các anh hôm nay gặp cưng lao đấy. Chứ gặp cáo lương hay là cáo kiếc, chứ là nó từ ái, nó dần, nó phá game ấy nhá. Đấy, này, đi đâu xa nào. Đấy, chỉ cần chơi chơi game mà cứ nói đông đổ như vậy kiểu gì. Gặp mấy anh từ cao từ ái kiểu gì. Anh ơi, suốt ngày em toàn gặp trẻ trấu, em chơi game toàn bị áp cá, toàn bị đông đổi phá. Nè, bây giờ các bạn tự nhiên, bây giờ các bạn chơi game các bạn im lặng, các bạn chơi để các bạn thổi một cái luồng gió, một cái luồng gió cái mát mẻ đông đổ thì ai dám phá game, ai áp cá nào. Đấy, chứ suốt ngày em toàn gặp áp chó, em toàn gặp áp cá thì chửi nó, nhủ nó mà áp cá, đúng các bạn. Nó chưa farm một cái con quái rừng mà lại bị chửi rồi thì có cay cho trong người không các bạn ạ. Này, sao thì sao thì một tao mất thì chúng mày cũng mất. Tao chưa vì gì tự nhiên tao bị chửi, tao cay, tao phá, tao game, tao áp cá. Đấy, đơn giản các bạn. Đấy, thì lý do từ đấy mà ra đấy các bạn ạ. Phá game từ đấy mà ra thôi. Tìm từ cái lời, từ cái mồm, cái miệng mình mà ra thôi. Đấy, cho nên là lời nói không mất tiền mua, lửa lời mà nói mới cho vừa lòng đồng đội các bạn ạ. Khổ lắm, đôi khi chơi đồng đội các bạn thấy mình chơi rồi chứ. Nhiều khi live team mình phải nỉnh nó đó các bạn ạ. Chứ phải dễ dàng gì đâu. Nỉnh, các bạn phải nhớ nhá. Mình, các bạn xem lại live stream của mình ngày xưa, mình tuân nỉnh các bạn ạ. Chúng có chuyển mà gấm cái gì, chúng có chuyển mà im lặng mà nói chơi cho đâu. Đấy, cho nên là các bạn thấy chứ, đấy là một bài học mà các bạn chơi, tập trung mà chơi, im lặng mà chơi thôi. Các bạn mới chơi kẹn thì các bạn tự nhận lỗi bản thân mình.
và sau đi đồng đội. Đấy, còn không có cần thiết gì phải chửi nhau trong game, không thể hiện gì ở trong này hết. Rồi, chúng ta sẽ quay lại vấn đề chính các bạn nhé. Voka thì như mình đã nói rồi, nó sẽ chơi theo hai cái thiên hướng, đó là một là bắt lẻ rất là tốt, và thứ hai là can quét giao tranh cực kỳ bá đạo luôn. Cho nên vị tướng này không phải là tự nhiên xuất hiện trong đấu trường nhanh vòng đâu. Nó có hai cách chơi các bạn ạ. Cách chơi thứ nhất là cách chơi can quét, gọi là combat tổng can quét của ép góc ấy. Nó rất là mạnh. Khi các bạn dùng ngựa ấy thì các bạn sẽ xuống ngựa, các bạn sẽ kiểu bất tử. Và các bạn nhớ nhá, cái lên ngựa đấy thì chúng ta phải cắn cái lượng sát thương của đồng đội rất là tốt đó các bạn ạ, chứ không phải là không cắn đâu. Bởi vì sao? Khi các bạn lên ngựa, các bạn can quét 5 vị tướng tiêm địch ở phút dừa game chẳng hạn, thì các bạn sẽ biết các bạn sẽ trù được bao nhiêu giây nữa cơ. Đấy, khó là khó ở chỗ đấy đó các bạn ạ. Khi các bạn can quét vào 5 thằng tiêm địch vào late game thì bạn biết các bạn trù được bao nhiêu giây. Và vốn gì đang cái thằng này lên ngựa càng lâu thì xuống nó được cái liêm đoạt mệnh càng bấy nhiêu lâu các bạn nhé. Cho nên rằng khi các bạn phí ngựa cười ngựa, các bạn mà càng cười ngựa lâu thì các bạn sẽ lấy được lợi thế rất nhiều. Và đặc biệt là các bạn sẽ sống rất là dài. Tránh cái tình trạng nhiều người chơi vó là cá, các bạn không biết cắn cái lần sát thương tim địch gây vào mình bao nhiêu. Cho nên các bạn sẽ bị mắc cái tình trạng là các bạn lên ngựa, các bạn chết tức tưởi đó luôn, không kịp kích hoạt được chiêu bài nhá. Cho nên các bạn nhớ cho mình rằng làm thế nào để cắn được sát thương thì các bạn đơn giản thôi. Các bạn ví dụ như các bạn sẽ tính toán rằng cái pha đây mình sẽ rồi chẳng hạn từ cái pha là ba vị tướng đúng không, ba thằng Emily Cavani với thằng Rắc, ở giai đoạn này mình sẽ dùng phun chiêu luôn, thậm chí nó không dồn chết mình được trừ khi mình băng chủ nhá. Còn không thì có thể mình can thôi. Đấy, đơn giản thôi. Bởi vì sao? Đâu game này Cavani chưa có đô này, đô nó bắn chưa đáo này, rồi thằng Grak thì đám lượng của nó thì không ổn định, còn thằng Emily thì chả sợ bởi vì nó chả dồn vào mình đâu. Rồi cái pha này các bạn hãy xem nhá. Này, quất ngựa truy phóng này, rồi từ dính chiêu 2, rồi trật rồi xịt chiêu 2 thì không thể phạt rồi. Đấy, thằng mít rồi này, rồi pha này lao vào chơi thằng Emily phát dính chiêu 2, rồi có hàng ngon lành. Rồi phí ngựa anh em nhá. Đấy, cái pha này thì mình chả phải sợ một cái gì hết, mình thậm chí băng trụ luôn và chả chết. Và thậm chí này từ này để cho hết hiệu lực này rồi xuống một phát. Đấy, lùi về bình thường ok chưa? Đây là cái quan trọng nhất các bạn chơi vào cái. Không phải nói chung cái ngoài combo chiêu 2 quan trọng ra thì cái việc các bạn cắn được cái lượng sát thương khi ở trên ngựa là một cái điều rất là quan trọng. Và hơn nhau là ở chỗ đấy, các bạn chơi vó cá các bạn đấy, như chẳng hạn cái pháo vào mình biết là đang cho dù có 4 thằng 3 thằng đi, nó không thể nó dồn sát thương của mình chết khi đến ngựa được, thì mình cứ tự do thoải mái di chuyển và gây sát thương và chờ nó hết hiệu lực mình sẽ xuống, thì lúc đó mình sẽ được hưởng cái liêm đoạt mình xa hơn. Rồi chẳng hạn cái pha này biến người này, rồi ok các bạn thấy chưa, đơn giản không, rồi mình chết rồi, không có vấn đề gì. Đấy các bạn, đấy là cắn sát thương các bạn nhé. Đấy các bạn thấy ok chưa? Đấy đấy có vấn đề gì đâu đấy. Khổ lắm, mình đang còn không phải Covid đâu anh em ơi, anh em đừng thông cảm, đừng hiểu lầm nhé. Cái pha vừa rồi thì không có vấn đề gì hết, mình biết mình chết cho nên mình vào để cho anh em thấy thôi. Anh em biết được rằng cơn lao quan sát thương rất tốt đấy các bạn thấy chứ, rất là đơn giản. Chỉ cần các bạn lên ngửa mà các bạn không dùng được như lâu hiệu lực thì các bạn sẽ băng việc, các bạn sẽ chết rất là nhanh. Cái gì đấy mày lý ơi, bị băng trù tao thách luôn chiêu 2 rồi, có thể màn ngón lành luôn. Đấy, easy luôn. Đấy là hai cái điểm mấu chốt chính mà mình muốn nói các bạn khi chơi vào cá. Còn trong một cái trận đấu đầu giữa và late game thì vào cá chơi như nào ạ? Chơi như nào mà các bạn thấy mình can quét chưa? Rồi quệt thằng Zuka cái, rồi trật thì mình quay về thằng ăn cái thằng rú béo phát. Đấy, các bạn thấy chưa? Rồi bạch ngon lành cánh nào, cái chi Zuka ấy. Voka thì sẽ có hai cái giai đoạn chơi của nó. Thứ nhất là đô game thì mình không nói, các bạn đi gánh được thì được, không được thì thôi, cái đó thì mình không ép buộc các bạn. Nhưng khi rửa game thì các bạn sẽ có hai lựa chọn. Một thì thường chúng ta sẽ chơi kiểu đi gánh băng trụ. Đấy, một thì chúng ta sẽ đi gánh băng trụ. Nhưng cái giai đoạn này thì mình, ở đầu game thì mình đã lợi thế rồi, thì mình sẽ không có cái chuyện gánh băng trụ nữa, mà mình sẽ tập trung di chuyển đơn lẻ và bắt lẻ được thì càng tốt các bạn nhé. Thì những mục tiêu chính của mình thì vẫn là thằng Cavani và cái thằng mid của team nó thôi, thằng Zú của nó thôi. Cho nên là thằng Emily thì thực sự là mình không thể hoặc thằng Zú cá này. Đấy, chẳng hạn những cái tình huống này ok, dùng chiếu, đấy, rất là ok các bạn nhé. Còn thằng Emily thì thực sự là mình không phải là một chọn một cái mục tiêu chính đâu, mà thằng Emily mình sẽ gọi là những mục tiêu phụ, gọi là không còn ai đánh nữa thì mình sẽ đánh. Còn bây giờ có mắt tổng thì nó sẽ như thế nào ạ? Đây, mình sẽ tham gia có mắt tổng nhá. Phải trúng được thằng Cavani mình phải vào. Bây giờ là phút thứ 12. Ôi giời, một nửa cái máu bà con ơi, lùi về một chút anh em ơi. Đấy, bây giờ là giai đoạn rửa và lết game thôi. Từ từ lại trật anh em ạ. Đấy anh em thấy chưa, khổ như nào.
chơi báo cáo anh em khuyến khuyến cáo này, không bao giờ được phí ngửa từ cái chỗ này mà bay qua cái chỗ khác các bạn nhá, khuyến cáo nhá. Ví dụ có mắt tổng 5 năm nè, mà các bạn chưa, các bạn phải tiếp cận mục tiêu bằng cách dùng chiêu 2 rồi các bạn mới lên ngửa, chứ các bạn không bao giờ được dùng ngửa chạy từ đấy rồi láo thẳng vào tim địch này, chưa kịp đến là nó sốn cho con máu mà chơi mà các bạn nhé. Khuyến cáo không được dùng ngửa chạy một mạch lao vào tim địch, mà chỉ dùng ngửa tiếp cận khi các bạn dùng chiêu 2 trúng vào đổi trừa đội hình tim địch, và lúc đó các bạn sẽ dùng ngửa. Đấy, các bạn hãy nhớ mình điều đấy nhá. Trừ trường hợp bất khả kháng hoặc những trường hợp không còn một cái gì nữa thì các bạn mới dùng ngửa để có thể là tiếp cận mục tiêu thôi. Các bạn hãy nhớ cho mình điều đấy nè. Chứ nhiều người chơi võ cá mắc những cái lỗi, thứ nhất không cắt là sát thương, thứ hai là các bạn chẳng hạn những cái pha này này, các bạn phí ngửa từ đây mà chạy một mạch vào trong nó ấy, là phèo các bạn nhá. Thứ nhất không gây được đám, thứ hai là rất là nguy hiểm, cho nên chỉ lao vào khí như thế này này, ok chưa? Chỉ lao vào khí dính chiêu 2 combo rồi bật ngửa quất ngửa truy phong. Đấy, nhớ cho mình cái đâu đấy khi chơi võ cá. Vậy tổng kết lại từ đâu đến dư mình sẽ nói được những gì ạ? À? Thứ nhất đó là võ cá các bạn muốn chơi thành công, đầu tiên phải dính được cái mình chiêu 2 chuẩn xác. Tiếp theo, khi dính được chiêu 2 thì các bạn phải biết được rằng khi các bạn lên ngửa thì các bạn phải cắn được sát thương khi nào mình chết. Không cắn chuẩn xác, những cắn chênh lệch của nó chỉ là 1 cho đến 1 giây thôi. 1 giây là thấp quá rồi. Phải cắn cho mình đúng 1 giây. Cái đổi sai cái lệch 1 giây. Đấy. Khi quất ngửa đi phóng, và khuyến cáo không biến ngửa, không dùng ngửa để tiếp cận mục tiêu chạy từ đây lao vào tim địch, mà chỉ được dùng ngửa khi các bạn trúng combo chiêu 2 chiêu 1 rồi các bạn kết hợp dùng ngửa vào đấy. Hãy nhớ, bởi vì những cái này là những cái đúc kết những cái kinh nghiệm mà mình đã từng thấy những vị võ cá battle test ở trong các đống người ta chơi rồi. Cho nên các bạn đừng có phạm những sai lầm đấy để mà là anh ơi em chơi võ cá toàn chết á. Em phi ngửa toàn chết rồi, là em phi em toàn nó phi giống như anh nói ấy. Em phi từ cái điểm này đến cái điểm kia mà chả cần dính chiếu gì hết. Đấy, cho nên phải cân nhắc mình điều đấy nhá. Hãy nhớ nhá. Rồi, con let game thì mục tiêu chính của thằng võ cá thì là tất cả thôi. Đấy là một cái điểm chung, là thằng xạ thủ của nó. Chúng ta sẽ phân tích tím địch có những cái nguồn lượng sát thương nào gây hại đến tím mình cao nhất thì chúng ta sẽ tiếp cận nó. Chẳng hạn thằng Du và thằng Cafeni, ok, mình sẽ chọn ưu tiên hai mục tiêu đấy. Còn những mục tiêu còn lại gọi là bất khả kháng. Rồi, cái pha này tí nó ăn kinh công, không biết như thế nào đây. Từ dính được không? Rồi, dính được rồi. Ui, trật anh em ơi. Trật rồi, quả này phi ngửa thôi. Quả này phi ngửa, không biết. Phi ngửa rồi, xuống, bạch. Một mạng, tiếp thằng Cafeni, hai mạng. Rồi, bản đồ phát. Ôi, rồi, máy mà bản đồ kịp đấy anh em ạ. Rồi, lấy cái liềm phát. Rồi, quái cứu không? Quái cứu bên không? Ôi rồi. Rồi, thằng em đi liệt. Mặc dù cái phá đấy mình không làm được gì, nhưng mình đã ăn được hai mạng rồi, rất là ok canh đa các bạn nhé. Phá vào đôi thì bẩn loạn quá, thực sự là khó bản đồ cái phá đấy, bởi vì do mình chưa cài đặt trước, mình không thể là hiểu cái tình huống này được. Đấy, cái phá đấy thì mình thực sự là xịt chiêu 2 đẹp nhất. Cái phá đấy là mình dính chiêu 2 và thằng Cafeni là khả năng cái phá là win combat đấy, một mình cân được 4 đấy. Nhưng mà khổ nổi là chật chiêu 2 các bạn thấy nhá, con Voka nhưng mà chật chiêu 2 thì nó chả khác gì mất đi một cái gì đấy ấy. Đấy, dùng ngửa lao vào máy mà tím nó đang zone kinh công đấy. Cho ví dụ mà nó zone mình một phát là mình tắc thử là mình đấy. Cái phá mặc dù mình dùng cùng gọi là cùng hơi hợp lý một chút thôi. Đấy, cái đấy giết được hai thằng thì vẫn ok thôi. Một đội hai vẫn ok, mất con kinh công thì chả vấn đề giết. Đấy, không sao các bạn nhá. Cho nên hy vọng các bạn chơi võ cá, những clip của Cương Lao thì luôn luôn chất lượng, mình khẳng định các bạn như vậy. Mình sẽ luôn luôn góp ý và nói những cái điểm mạnh điểm yếu cho tất cả các bạn tham khảo những bình thường đấy. Chỉ sợ các bạn không coi từ đầu đến cuối thôi. Còn nếu bạn nào mà coi từ đầu clip của Cương Lao đến cuối clip thì mình chắc hẳn các bạn sẽ chơi liên quân sẽ rất là tốt hơn rất nhiều, vì những cái kiến thức cẩm nang của mình nó luôn luôn đồng hành cùng thực tế. Và các bạn đừng quên rằng khi xem xong những clip của mình thì hãy để lại cho mình một nút comment các bạn nhé, để có thể cho mình thêm những cái động lực thật là tuyệt vời để làm tiếp những clip khác. Và mình nghỉ clip để kết thúc rồi. Và xin chào các bạn và hẹn gặp lại và hẹn các bạn ở clip 6 nha. Và tất cả các bạn ơi, mai yêu, bye bye. Bye.
can't see. Knew it from the start, you had problems with me. And the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show.